Mình mới vừa làm thủ tục xuất nhập cảnh xong. Và đây là một cái thẻ Cambodia. Và bên đây là địa phận tỉnh Ba Vét của Campuchia. Và bên kia là cửa khẩu Mộc Bài của Việt Nam. Về mặt giao thông của đất nước Campuchia thì cũng khá là... Đây là cái tuyến đường quốc lộ nhưng mà cũng khá là nhỏ. Và vẫn đang còn đang sửa chữa. Hiện nay thì xe của mình đang lăn bánh về thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Thì trên cái tuyến đường này đó thì đa số mình thấy các sông bài, và các sông bài này chủ yếu là phục vụ người Việt. Các sông bài ở đây thì họ tạo thành một cái khu phức hợp, và những cái khu này họ có thể là ăn uống, thậm chí là ngủ nghỉ ở đây một cách miễn phí khi mà mình đánh bài ở đây. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại em Nhân Ga và em Phong Bụi sẽ có một cái hành trình đi về đất Campuchia. Và sau lưng đây là chính là bến xe đi từ Việt Nam đến Campuchia cô bác quý anh chị. Và hôm nay thì các anh em sẽ có một cái hành trình dài để khám phá vùng đất Campuchia nói chung, và thăm lại người Việt đang định cư ở vùng đất Campuchia nói riêng. Và cái hành trình của anh em mình chắc có lẽ là khá là gian nan thôi Nhân ha. Tại vì biết sao không? Là anh em mình là người đầu lần đầu tiên mình đi á. Không, nhưng mà cũng may mắn á ha, có em Phong Bụi, bởi vì em Phong Bụi là một trong những người Việt Nam hiếm hoi lân le ở Campuchia rất là nhiều lần rồi chứ không phải là một lần. Vì vậy nếu mà có em Phong Bụi đi cùng thì mình cũng an tâm một phần nào, đúng không anh ha? Đúng rồi. Thật ra thì Phong Bụi là một người hướng dẫn, là một người hướng dẫn viên trong cái đoàn ba anh em mình cùng đi. Và chắc có lẽ là hành trình của hai anh em mình cùng với em Phong sẽ là một cái chuỗi hành trình thú vị. Và rất mong là cô bác quý anh chị sẽ đồng hành cùng trên ba anh em để mà có một hành trình hay về vùng đất Campuchia. Và bây giờ thì xe cũng đã đến, các anh em sẽ bắt đầu hành trình của mình trên từ Việt Nam về lại Campuchia. Và đây là Nhân với lại Phong. Giá vé của mấy anh em là khoảng 90 đô thì nó khoảng 2 triệu 1 tiền Việt. Giá vé này anh thấy nó cao hơn so với mức bình thường những ngày thường hả Phong? Hồi xưa là khoảng 15 đô la thôi khoang xe. Đây là một cái hành trình rất là dài của đồng hồ với lại Nhân với lại Phong. Tự chọn ghế ha. Đúng rồi. Mình bị say xe chắc mình chọn ghế đầu quá, nhiều mấy anh em hành trình này khoảng bao nhiêu tiếng không? Dạ ba bốn giờ chiều cũng hợp. Nhân mình hay là cuối xe ngồi cho thoải mái ha. Cuối xe say xe không? Say xe ngồi đây. Nhân ngồi bên đó đi nha. Tôi em ngồi bên đây đi. Bởi vì mình say xe, cái cảm giác mà say xe nó kinh khủng lắm. Ok, bắt đầu lên cho. Thông tin với mọi người thì cái hành trình đi từ Việt Nam sang Campuchia á thì sẽ có hai cách đi, một là máy bay và hai là đi bằng xe khách như thế này. Thì hôm nay thì mấy anh em đi từ quận 5 của đường Tảng Đài của quận 5 để đi sang Campuchia. Việc mà anh em các anh em mà đi bằng xe khách như thế này để thuận tiện cho cái việc ghi hình cũng như là cho các cô bác anh chị xem cái hành trình mấy anh em đi sang Campuchia bằng đường bộ là như thế nào ha. Và bây giờ thì xe cũng đã bắt đầu khởi hành, thì tầm khoảng 4 đến 5 giờ chiều thì xe sẽ đến thủ đô Phnom Penh Campuchia. Đây là chuyến xe của mình. Bây giờ thì xe của mình đã đến cửa khẩu Mộc Bài, ngay tại ở bên đây là Tây Ninh. Cửa khẩu Mộc Bài là trong một trong những cửa khẩu chính ngạch của Việt Nam và Campuchia. Và bây giờ các anh em sẽ xuống xe để mà sang xe tiếp tục một cái hành trình sang nước bạn Campuchia. Và bây giờ thì các anh em đã xuống xe chờ sang xe để sang cửa khẩu
sang nước bạn Campuchia. Ở đây là một cửa khẩu Mộc Bài này, cô bác quý anh chị. Và ở đây thì mình được mấy cái cô chị này hướng dẫn mua sim để sang Campuchia. Đây, đây là cửa khẩu Mộc Bài. Ở đây là có dịch vụ kể cả đổi tiền đô và bán sim. Thì ở đây mình thấy có mấy sắp tiền đô. Đa số thì sang Campuchia thì phải sử dụng tiền đô. Có làm sẵn hết rồi kìa, bỏ vô là xài 100 ngàn. Sim này sim gì chị? Sim Medphone đó kìa. Medphone là cái hãng của Việt Nam á. Đúng rồi. Theo. Rồi 2 cái 200 đó kìa. Đổi đô đó riêng kìa. Em đô thì đổi sao ta? Đô 1 triệu 2 triệu 400 đô kìa. 2 triệu 4. Ừ, 100 đô, 2 triệu 4. 2 cái 200. 2 cái 200. Rồi trăm thêm cái thẻ cao nữa đi. Thẻ cao mấy phone không kìa? Tại vì em sử dụng 200 rồi. Bây giờ nè, chị giúp em nha. Một rồi. Cái sim gọi thôi, còn nhiêu 2 cái sim sẽ là một cái sim gọi là 2 cái sim 3G, chủ yếu sao 3G? 3G không? Ừ. Thì nào cũng có 3G hết rồi đó. Cái nào cũng gọi 3G. Bây giờ em muốn gọi sim nào vừa gọi vừa 3G đâu, là bao nhiêu một nè, cái đó là 100 ngàn, em lấy thêm cái nữa không? Ở trong này coi là có tiền không? Có tiền đủ hết rồi, có sẵn hết rồi. Có tiền ở trong thẻ luôn ha. Khỏi nạp đi, chị mới nạp hết rồi. À, vậy lấy 3 cái sim đi. Rồi. Có đổi tiền không kìa? Không. Ta xin cho mấy cái thẻ cào luôn đi. Rồi mấy cái. Này thẻ bao nhiêu? 150 ngàn cái, cứ 2 đô. 2 đô. Lấy mấy cái? 3 cái. Ở chị là người Việt hay người Việt? Người Việt Nam á cái. Người Việt hơn. À. Bao nhiêu hết ta? Là 350 cái. À, okay, phải không? 450. 450 cái này 15. 150. 150 là 300, 450. À, sim này là của Medphone. Rồi ai xong đi, khách xong đi vô trong đó. Mình vô nha, tại vì trong kia không có ghi hình được. Ok, bây giờ mình sẽ vô ha. Và mình mới vừa làm thủ tục xuất nhập cảnh xong. Và đây là một cái thẻ Cambodia. Và bên đây là địa phận tỉnh Ba Vét của Campuchia. Và bên kia là cửa khẩu Mộc Bài của Việt Nam. Và hôm nay thì sau khi làm thủ tục nhập cảnh xong thì các anh em sẽ tiếp tục hành trình. Và khi mà lưu ý các bạn mà thời điểm này đó, mình muốn sang được Campuchia là mình phải có một cái chích 2 mũi thẻ xanh Covid nè. Đó là một trong những cái thủ tục cần thiết nhất cho cái chuyến đi hành trình của mấy anh em. Và hành trình còn rất là dài. Sau khi làm thủ tục xuất cảnh thì bây giờ thì các anh em cũng như là chuyến xe của mình sẽ làm thủ tục nhập cảnh về đất nước Campuchia. Và phía xa kia đây là các sòng bài rất là nổi tiếng của Campuchia các bác quý vị và tất cả các bạn. Do tình hình dịch bệnh nên mình phải sang xe và mình sẽ đi một cái chuyến xe khác của Campuchia. Cửa khẩu Ba Vét ở Campuchia hay cửa khẩu Mộc Bài ở Việt Nam. Này thấy cờ Campuchia chưa? À, phía xa ra kia là cờ giao Campuchia và Việt Nam. Cột mốc phía trước mặt mình là cột mốc số 171 giữa Việt Nam và Campuchia. Chỉ còn vài bước nữa thôi là mình đã đến địa phận của Campuchia. Cột mốc này được xây dựng vào năm 2000. Ở đây là Việt Nam và bên đây là Campuchia, một trong những biểu tượng của đền thờ Angkor Wat. Thời tiết khá là nóng mọi người. Hôm nay thì cái hành trình này lần đầu tiên mình đi sang nước ngoài. Nói về đất nước Campuchia thì cái diện tích của đất nước Campuchia khá là khiêm tốn. Và số dân của Campuchia khoảng 16 đến 17 triệu dân. Và diện tích thì bằng khoảng 1/2 diện tích của Việt Nam. Thì tương ứng của khoảng 19 triệu km vuông á. Bên cam nó khá là nóng. Đây là món quà của em Trâm nha. Cái công tác này gọi là công tác giữ ẩm cho da. Thì do thời tiết nóng á. Thông tin với mọi người thì hiện nay nhiệt độ ở đây á này nó khoảng tầm 34-35 độ C. Và khá là nóng và khô da luôn. Nên anh em phải
xịt một cái nước gọi là nước giữ ẩm, đúng độ kem không không. Và bây giờ thì các anh em đang đợi để mà làm một cái thủ tục nhập cảnh vào Campuchia. Hãng Medphone này là hãng của Viettel á, cho nên là tập đoàn Viễn thông Viettel sang Campuchia đầu tư. Và đây là một trong những nhà mạng lớn nhất ở Campuchia. Gần như là bà con ở vùng nông thôn ở Campuchia thì đều sử dụng mạng này, tại vì sóng 3G ở đây rất là mạnh. Và cái dấu ấn của Việt Nam đầu tư sang đất nước Campuchia thì rất là nhiều. Mình sẽ cho mọi người xem, ở thủ đô Đông Bên sẽ có những cái chuỗi thế giới di động tại Campuchia, gọi là Blue, tên là Blue. Rồi có những cái ngân hàng như BIDV, Vietcom RIA, hoặc là rất là nhiều ngân hàng khác được đặt trụ sở ở Campuchia do ngân hàng có vốn ở Việt Nam. Và bây giờ thì mình với Bùi Hồ sẽ gắn sim vào hả anh Hồ? Ở đây thì có một cái phần là ở trên cái sim á, có một cái phần là hướng dẫn để mình sử dụng cái sim này. Chẳng hạn như là tắt 3G thì trước khi gắn sim hay là kích hoạt bấm 170 gọi bấm phím 1. Kiểm tra tiền thì nó khác với Việt Nam, ở đây là 097 thăng, ok. Đó là những cái cách mình sử dụng cái sim này. Và bây giờ các anh em sẽ gắn cái sim này vào cái máy của mình. Sim mua có 100 ngàn à? Rẻ ha. Cô nói thì cái sim này nó có luôn cái phần tiền ở trong này. Người sẽ thấy ở đây được cái số tiền ở trong cái sim của mình, đó là 1 đô. Và ở đây tất cả là đều tiếng Cam hết à. Tài khoản của khách có 1 đô, hạn sử dụng đến hết ngày 31 tháng 3, 2022. Thấy không? Giờ thấy không? Mà hay. Cách đây khoảng hơn 2 cây số sẽ có một cái cầu, cầu có tên là cầu Mộc Bài. Và nhiều năm trước người ta đặt tên cái cầu này là cái cầu tự tử. Bởi vì rất là nhiều người lấy những cái tài sản của bên gia đình mình ở Việt Nam sang đây đánh bài, và khi mà thua thì họ trở về nước và họ xuống cái cầu đó, họ nhảy cầu. Có thời điểm năm 2012, chính quyền Tây Ninh ghi nhận lên đến trong vòng một tháng lên 20 người nhảy cầu tự tử như vậy. Khủng khiếp lắm. Nhưng mà hiện giờ thì cũng đỡ rồi. Tình trạng mọi người cũng đã tỉnh táo hơn, cũng hiểu hơn rồi. Thì tiến sâu vào thêm nữa, tụi mình sẽ chia sẻ thêm rõ hơn về câu chuyện đó cho các bác anh chị được rõ. Đây là cái chiếc xe thứ hai đang ở Campuchia. Và mình tiếp tục hành trình về thủ đô Phnom Penh. Các anh em sẽ xíu dậy cuối ngồi ha. Hiện nay thì xe của mình đang lăn bánh về thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Thì trên cái tuyến đường này đó thì đa số mình thấy các sông bài. Và các sông bài này chủ yếu là phục vụ người Việt. Các sông bài ở đây thì họ tạo thành một cái khu phức hợp. Và những khu này họ có thể là ăn uống, thậm chí là ngủ nghỉ ở đây một cách miễn phí khi mà mình đánh bài ở đây. Và mọi người có thể thấy đây là giáp với biên giới của Việt Nam thì về cơ sở hạ tầng của Campuchia cũng khá là đồ sộ. Và bây giờ thì mình sẽ quay một cái tuyến đường ngắn nữa cho mọi người xem nha. Và hành trình của mình thì đến thủ đô Phnom Penh còn tầm khoảng 4 giờ đồng hồ. Lên nó kêu sao qua cửa khẩu của anh cô kìa. Bây giờ thì mình sẽ ghé ăn cơm. Và hiện nay thì tầm hơn 12 giờ hay không ha. Và theo cái kế hoạch của anh em của tôi mình thì chiều nay khoảng 4 giờ trên chiều thì mình sẽ có mặt tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Ở đây thì nãy giờ thì người họ có để ý là đa số là họ sử dụng cái ngôn ngữ là tiếng Cam và tiếng Quốc rất là nhiều luôn. Tại vì các cái sông bài ở đây á là sông bài do sự đầu tư của Trung Quốc rất là nhiều. Và chỉ cho khách Việt hoặc khách Trung Quốc đánh bạc thôi, còn đối với người Campuchia thì không được. Thậm chí là họ sử dụng cái những cái bảng hiệu á thì chỉ tiếng Cam và tiếng Trung Quốc, không có sử dụng tiếng Anh luôn. Và bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu vào cái tiệm cơm ha. Về mặt giao thông của đất nước Campuchia á thì cũng khá là, đây là cái tuyến đường quốc lộ nhưng mà cũng khá là nhỏ và vẫn đang còn đang sửa chữa. Em Phong có chia sẻ một cái câu chuyện, đó là ở đất nước Campuchia này, những người nào mà đầu tư tuyến đường thì thậm chí được đặt cái tên của mình ở trên đó luôn. Và bây giờ thì không nói nhiều nữa, mời các bạn cùng vô đây để mà dùng bữa cơm trưa cùng Bùi Hồ nha. Thời tiết ở Campuchia thì khá là nóng,
kho hộp vịt nè, cá kho, cá bóng kho, ớt kho và tép gam. Mình kêu cá chiên đi ha. Và mình sẽ kêu cá chiên hơn. Cho ta dĩa cá chiên cô. Ba dĩa. Mấy dĩa? Ba dĩa. Ba dĩa, ba dĩa. Ra ngoài này ha. Không bụi đói bụng rồi mọi người ơi. Mình lấy chiên canh nữa ha. Bưng rung tay hết à. Thầy cảm giác sao giờ gặp cơm cảm thấy sao thèm giờ không? Mà cơm có dở thấy ngon à, món quá à. Thật ra thì anh nghĩ rằng cái ẩm thực của Campuchia nó sẽ tương đồng với lại Việt Nam. Thực ra thì do cái quán này là cái quán chạm dừng chân của khách Việt á, cho nên là rất nhiều món ăn phục vụ người Việt và chủ quán cũng là người Việt luôn. Và nay mai mình sẽ vào thủ đô Đông Bên thì mình sẽ thấy rằng là ẩm thực có sự thay đổi rất lớn và có những món thậm chí là anh em mình sẽ khó mà ăn, cảm giác ăn không ngon. Thì bây giờ chắc lẽ giờ thưởng thức này trước đi ha. Hành trình của mình về Campuchia thì chiều nay thì các anh em sẽ đến thủ đô và Đông Bên của Campuchia và còn khoảng hơn 30 phút nữa thì sẽ đến thủ đô. Mọi người có thể thấy rằng đường xá Campuchia nó khá là hẹp, khi mà đây là một cái con đường nó dài, nhìn nó giống như là cái đường quốc lộ 1A của Việt Nam á, nhưng mà mình thấy là chỉ có một làn đường à. Các xe mà muốn vượt lên thì cũng khá là khó và thành thử là cái tốc độ chạy của bác tài cũng thấp. Mọi người xem khá là dài. Thì hiện nay mình và em Phong Bụi cũng như là em Nhân đang có mặt tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, và mình mới vừa bước xuống xe thì được anh này anh mời anh kêu là đi túc túc. Nếu như ở Việt Nam mà ở ngay tại Sài Gòn á thì các bạn hoặc là cô bác quý chị sử dụng cái phương tiện đó là sử dụng cái công nghệ xe công nghệ đó là Grab, thì ở đây có túc túc Grab là một trong những cái phương tiện di chuyển rất là phổ biến ở nơi đây, nó giống như là taxi của Việt Nam đi mọi người. Cô bác quý chị chưa cái cảm giác mà lần đầu tiên được đặt đến một cái nước Campuchia thì khá là lạ, vì đây là lần đầu tiên mà Bùi Hồ được xuất cảnh đi nước ngoài. Mọi người thấy ở đây Phnom Penh, Hồ Chí Minh, đi từ thành phố Hồ Chí Minh qua cửa khẩu Mộc Bài và sau đó là đây, bây giờ các anh em sẽ đi ở bên Cam đó nha. Cho mọi người biết là sử dụng 2 đồng tiền là tiền đô với tiền ria. Thì từ đây á qua bên đó khoảng 2 cây số và giá trị của nó là, để em trả giá thì chú nói là 7 đô, em trả còn 5 đô thì tương đương 120 ngàn, 2 cây số thì cũng được. Anh em chia ra 30 ngàn người chia cho mấy người thì ở đây là mỗi 1.000 gear thì nó tương ứng với lại khoảng là 6.000 tiền Việt Nam, thì ở đây 2.000 gear thì nó tương ứng với lại là 12.000 tiền Việt Nam, nó khoảng 5.600 mọi người. Và bây giờ ba anh em sẽ lên chiếc xe này. Chở được không? Chở được không? Chở được không? Tôi chở lên 5 người luôn. Đâu vậy anh? Anh Nhân vô được không Nhân? Đây sao thằng thử đây. Xe này không có đèn nha mọi người. Đèn hả? Đó, có quạt luôn nè, cho quạt luôn, có luôn. Cái này nó giống như là taxi của Việt Nam đúng không? Kiểu gì á? Giống xe lam. Bác này là người Cam nhưng mà nói chuyện tiếng Việt cũng khá gành ha. Tiếng Việt bác gành không bác? Gành chứ. Gành ha. Nói này là người Cam mọi người và sử dụng tiếng Việt ra khá là thành thạo. Ông có chia sẻ là đi chiếc xe túc túc này á thì là khoảng 120.000 tiền Việt Nam, thì mỗi người là 40.000. Áp là chở được bao nhiêu người ta? Thì áp có ví dụ ta kêu đi 3 người, 4 người, 1 người, 2 người vậy. Dạ, tại vì cũng thấy như Grab là quy định, theo Grab quy định là 2 người thôi đúng không? 3 người đi được. Thằng chú là chú chạy pass áp hả? Bắt áp thì nó cho mấy người? Ba người. Cho khán giả trên anh coi cái việc mà sử dụng gắt ở Việt Nam nó chuyển sang tốc như thế nào không? Định vị luôn nè. Khi mà sang đây nè, định vị rồi nó sẽ có những ứng dụng như là Grab Tuk Tuk, Grab Pro Test, có nghĩa là xe tuk tuk truyền thống á. Còn đây là xe tuk tuk là chạy bằng ga, nhập từ Ấn Độ về, cái phương tiện của Ấn Độ sản xuất ha.
này là chạy bằng xăng, là tức là gắn cái xe máy vào. Đó. Xe này đang chạy bằng ga ha, Phong? Chạy bằng ga. Khí ga hả chú? Ga. Thì ba anh em di chuyển trên cái chiếc xe này là 120, tương ứng 120 ngàn tiền Việt thì nó khoảng bao nhiêu gear? 20 gear. 50 gear. 20 gear. 20 ngàn. 20 ngàn. 20 ngàn gear. Bằng giá 5 đô. Bác năm nay là bao nhiêu tuổi hả bác? Năm mấy rồi, năm 6. Ờ, năm 15 tuổi. Đó là nhìn cam đó mọi người. Bác mới vừa chia sẻ là mình mới vừa chạy ngang một cái con đường gọi là Hồ Việt Kiều của Việt Nam thôi. Dạ. Đường này là đường gì hả bác? 105. 105. Bên Campuchia nó có một cái hay á. Đó là đường nó có hai tên, một cái tên của tiếng Can, một cái tên là đánh số. Đúng. 105. Là bao nhiêu ta? 50 ngàn. 50 ngàn. Cũng không có tiền khỏe thôi. Lâu quá không? Không thật. Này 50 hết. Đây là 20. À, rồi, ok chú ha. Ừ. 20 ngàn à, cho em kỹ nè. Dạ. Lâu quá mình. Đây đây. 20. Cho em kỹ nè. Dạ. Đúng rồi. Nó có số Việt. Đây có số 20 nè. Đây 20 ngàn. Thôi, có ơn chú tỷ luôn vui vẻ nha. Dạ, rồi, con chào chú. Mọi người có thể thấy là trên cái chiếc xe túc túc này có cả những cái khiến hậu nè. Đó. Và nó giống như là xe ba bánh của Việt Nam á. Ga đặt đâu hả chú? Dạ, cái bình ga nó chú đặt ở đâu? Ga nó ở dưới, ở trong. Trong này hả chú hả? Mở cửa bên kia. Dạ. Rồi con chào chú. Sau một hành trình khá là dài thì các anh em đang có mặt tại một cái khách sạn với giá tương đối là rẻ, ba anh em ở một đêm chỉ với là 560.000 tiền Việt Nam thôi. Với một cái vị thế thì theo em Phong chia sẻ nó giống như là ở quận nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Một bên là con sông Mekong phải không? Dạ. Yeah. Bên là con sông Mekong. Đây. Và mọi người có thể nhìn thấy được cái view của sông Mekong. Và dưới này là một cái khu vui chơi hả? Dạ. Yeah. Chia sẻ với mọi người á, ở góc nhỏ nhỏ kia này là một cái quán bar, dưới kia là phố đèn đỏ luôn đó. À, phố đèn đỏ, đúng cái đèn đúng đèn đỏ rồi hả? Rồi mọi người cho mọi người xem cái phòng của ở Cam ha. Ở đây là có một cái két sắt hả? Có một cái két sắt nè. Có một cái két sắt. Và đây là một cái phòng vệ sinh. Ui. Ba anh em tối nay sẽ ở đây. Ba anh em tối nay mọi người. Rồi kết thúc clip hôm nay, hành trình ngày thứ nhất ở Campuchia.